Cuộc sống mỗi ngày là một guồng quay khổng lồ, luôn vận động và phát triển không ngừng nghỉ. Sứ mệnh của chúng tôi là tiếp thêm nguồn năng lượng để mỗi ngày các bạn bước dài hơn, tiến xa hơn trong hành trình của chính mình. Hãy cùng nhìn lại 65 năm hành trình của chúng tôi, Petrolimex, và cũng là hành trình sát cánh, đồng hành cùng bạn, để cuộc sống mỗi ngày là một trải nghiệm bất tận của hạnh phúc, niềm vui và những thành công. Miền Bắc hoàn toàn giải phóng. Trước nhu cầu xăng dầu cấp thiết để phục vụ đời sống, sản xuất và kiến thiết đất nước, ngày 12 tháng 1 năm 1956, Tổng Công ty Xăng Dầu Mỡ, tiền thân của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam ngày nay, chính thức ra đời. Đây là mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời của ngành xăng dầu cách mạng Việt Nam trong một giai đoạn vô cùng khó khăn, thử thách nhưng cũng rất đỗi tự hào. Thời kỳ chiến tranh, trong mưa bom bão đạn, các cán bộ nhân viên xăng dầu đã sát cánh cùng bộ đội, nhân dân cả nước hoàn thành sứ mệnh bảo vệ mạch xăng dầu phục vụ tiền tuyến và cung cấp đủ lượng xăng dầu cho hoạt động lao động sản xuất. Đây được coi là kỳ tích của mặt trận xăng dầu huyền thoại đã được khắc ghi trong lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Rất nhiều cán bộ ngành xăng dầu đã hy sinh tại kho dầu cũng như hy sinh trên cái đường vận chuyển xăng dầu vào Nam. Đảng và nước ghi nhận cái đóng góp công sức của tập thể cán bộ công nhân tổng công ty dầu. Lịch sử sẽ mãi mãi tức là ghi nhận những công lao của các anh, các chị đã ngã xuống trên cái đường vận chuyển xăng dầu từ Bắc vào Nam. Sáu mươi năm năm trôi qua, cũng là từng đó thời gian Petrolimex khẳng định vai trò tiên phong, chủ lực trong việc cung ứng xăng dầu, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, tiêu dùng xã hội, bình ổn thị trường, phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng. Từ năm 1986 đến năm 1998, Petrolimex đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chiến lược, phát triển để hoàn thiện hệ thống cung ứng xăng dầu từ Bắc chí Nam, bao gồm hệ thống kho, bồn bể, hệ thống bán lẻ được chuẩn hóa từ nhận diện đến dịch vụ, các kênh vận tải xăng dầu, xây dựng Petrolimex thành thương hiệu quốc gia mạnh. Giai đoạn 1998-2011 đánh dấu sự phát triển toàn diện của Petrolimex với vai trò là tập đoàn xăng dầu hàng đầu Việt Nam. Trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh ngày càng khốc liệt, Petrolimex đã có chiến lược đầu tư mạnh, chuyên nghiệp hóa hệ thống quản lý, nâng cấp nhận diện thương hiệu, mở rộng kinh doanh các lĩnh vực xoay quanh xăng dầu và đầu tư vào thị trường quốc tế. Các dự án trọng điểm của Petrolimex trong giai đoạn này phải kể đến: kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong, tàu chở dầu lớn nhất Vân Phong 1, phần mềm quản lý cửa hàng xăng dầu ECAS, hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP, hệ thống bán lẻ với hơn 2.000 cửa hàng xăng dầu trên khắp cả nước. Hệ thống nhận diện thương hiệu được nâng cấp và chuẩn hóa với tinh thần để tiến xa hơn. Ngày 31 tháng 5 năm 2011, Tổng Công ty Xăng Dầu Việt Nam chính thức chuyển đổi thành Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam. Giai đoạn 2011-2020, trong 10 năm phát triển theo mô hình tập đoàn, với chiến lược trở thành tập đoàn năng lượng hàng đầu Việt Nam và khu vực, Petrolimex luôn nỗ lực triển khai những quyết sách quan trọng. Kinh doanh hiệu quả, bền vững, tuân thủ các chuẩn mực quốc tế, minh bạch và tiên phong. Khai thác hiệu quả các dự án đầu tư trọng điểm, phát triển toàn diện các ngành nghề kinh doanh xoay quanh lĩnh vực xăng dầu, bao gồm kinh doanh xăng dầu, hóa dầu,
khí hóa lỏng, ga. Nhiên liệu bay. Vận tải xăng dầu. Xây lắp thương mại. Dịch vụ tài chính. Không chỉ tập trung vào thị trường nội địa, Petrolimex đang từng bước mở rộng sang thị trường quốc tế với chiến lược phát triển bài bản và vững chắc. Một dấu ấn quan trọng đánh dấu bước phát triển của Petrolimex trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế là sự kiện Petrolimex và Tập đoàn Năng lượng số 1 Nhật Bản, JX Nippon Oil and Energy đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác chiến lược giữa hai bên. Và đến nay, đối tác đã sở hữu 9% cổ phần Petrolimex. Ngày 21 tháng 4 năm 2017, Petrolimex đã chính thức lên sàn giao dịch chứng khoán HOSE với mã cổ phiếu PLX. Ngay từ thời điểm lên sàn, PLX đã trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, là mã cổ phiếu được quan tâm hàng đầu trong danh mục VN30, bao gồm những doanh nghiệp trụ cột của nền kinh tế. Tâm huyết, nỗ lực của ban lãnh đạo cùng toàn thể 30.000 cán bộ nhân viên, người lao động đã đưa Petrolimex liên tục gặt hái được những kết quả kinh doanh ấn tượng, nằm trong top 10 thương hiệu Việt giá trị nhất, quán quân doanh thu trong 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam thuộc VN30 doanh nghiệp trụ cột của nền kinh tế, top các doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam, top 1.000 thương hiệu Việt hàng đầu của châu Á. Không ngừng trải rộng từ thành thị, đồng bằng, vươn đến vùng sâu, vùng xa, nơi địa đầu tổ quốc, thương hiệu Petrolimex đã trở thành biểu tượng của chất lượng, uy tín và niềm tin yêu của mọi người. Phát triển kinh doanh gắn liền với an sinh xã hội. Petrolimex được ghi nhận là một tập đoàn luôn đi đầu về trách nhiệm xã hội, công tác nhân đạo thiện nguyện, chia sẻ khó khăn với cộng đồng. Trong giai đoạn phát triển mới, Petrolimex tập trung cung cấp những sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, thân thiện với môi trường. 65 năm xây dựng và phát triển, Petrolimex luôn kiên định với chiến lược phát triển đặt con người vào vị trí trung tâm và doanh nghiệp chính là môi trường để mỗi cá nhân phát huy tối đa tài năng, sức sáng tạo, cống hiến. Với triết lý ấy, những con người Petrolimex trong suốt hành trình 65 năm đã dựng xây, vun đắp và kết tinh nên một thương hiệu Petrolimex trách nhiệm, nhiệt huyết, lạc quan, tin cậy. Với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, Petrolimex vinh dự được đón nhận những danh hiệu cao quý. Danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới 2005, Huân chương Hồ Chí Minh 2006, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân 2006 và đặc biệt là hai lần được trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhất vào các năm 2005-2015. Trong bất kỳ hoàn cảnh hay giai đoạn nào của đất nước, Petrolimex cũng luôn luôn khẳng định được vai trò, vị thế của doanh nghiệp nhà nước trong việc đảm bảo an ninh năng lượng, cung cấp đầy đủ, kịp thời các sản phẩm xăng dầu phục vụ phát triển kinh tế, nhu cầu tiêu dùng của nhân dân và của xã hội. Và Petrolimex cũng đã trở thành một thương hiệu được đông đảo người tiêu dùng trên mọi miền tổ quốc tin yêu và lựa chọn. Sáu mươi năm năm, cột mốc đánh dấu sự trưởng thành lớn mạnh của một tập đoàn năng lượng hàng đầu quốc gia cũng là khởi đầu cho hành trình kiến tạo tương lai phía trước. Tôi rất mong muốn các thế hệ đời tiếp theo học tập cái tinh thần dũng cảm lao động, tinh thần khắc phục khó khăn gian khổ, thậm chí là cái đức hy sinh của những thế hệ Petrolimex trước đây để tiếp tục giữ vững cái truyền thống tốt đẹp của Petrolimex, đưa Petrolimex trở thành một tập đoàn kinh tế mạnh của đất nước ta. Tôi cũng luôn luôn tin tưởng rằng với truyền thống 65 năm cùng nỗ lực cố gắng vượt mọi khó khăn của tập thể cán bộ công nhân viên người lao động,
chúng ta sẽ tiếp tục gặt hái được những cái thành công to lớn hơn nữa, xứng đáng với niềm tin của Đảng, của Chính phủ để trở thành một trong những tập đoàn lớn mạnh toàn diện của đất nước. Một Petrolimex non trẻ của những ngày tháng sơ khai năm 1956. Một Petrolimex anh hùng qua chiến tranh bom đạn. Một Petrolimex vững vàng qua khó khăn của thời bao cấp. Một Petrolimex năng động trong thời kỳ đổi mới. Và một Petrolimex mạnh mẽ của ngày hôm nay. 65 năm, một hành trình đầy ắp tự hào. 65 năm nỗ lực, sáng tạo, nhiệt huyết và trách nhiệm. Petrolimex tự hào tiến xa cùng Việt Nam.